Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và đang đến thăm cháu Mỹ Duyên, là một cái trường hợp rất là đáng thương mà trong hai cái video trước Khánh cũng đã chia sẻ với toàn thể quý vị rồi. Đó là cháu Mỹ Duyên là con của anh Hoàng Trọng Quân ở đây. Trong một cái lần mà không may cháu chơi ở nhà đấy và tạt ngang qua đường và bị xe tải cán đứt hẳn một cái chân phải luôn quý vị ạ. Và trong một cái hoàn cảnh gia đình cũng nhiều khó khăn và vất vả. Và sau khi mà Khánh đăng tải cái câu chuyện về cháu Mỹ Duyên lên đấy thì cũng được khá nhiều cô chú anh chị chúng ta quan tâm và thương yêu cháu Mỹ Duyên. Thì có một cái câu chuyện mà ngày hôm nay anh Quân cũng như là gia đình cũng muốn là chia sẻ để các mạnh thường quân cũng như là khán giả cộng đồng mạng chúng ta cũng biết đến về một cái trường hợp là vừa rồi đây thì cũng có một số anh chị chúng ta cũng có đưa cái câu chuyện của cháu Mỹ Duyên lên và cũng chia sẻ trên mạng xã hội và sau đó thì cũng quyên góp một số tiền để giúp đỡ cho cháu Duyên. Sau đó thì đến trực tiếp ở bệnh viện Nhi Trung ương để nói rằng là trao cái tấm lòng đó cho nhà gia đình nhà anh Quân. Nhưng sau đó thì cái số tiền đó thì lại gia đình cũng không nhận được, thì cũng qua đây thì cũng thông báo để mạnh thường quân chúng ta nếu thực sự đã có tấm lòng giúp đỡ gia đình đấy thì chúng ta có thể liên lạc lại với anh Quân quý vị nhé. Bởi vì hiện nay cái số tiền đó thì nghe bảo là được nộp ở quầy thu ngân ở bệnh viện Nhi Trung ương, tuy nhiên thì gia đình cũng không có được hưởng cái khoản tiền đó để trong cái quá trình thanh toán viện phí. Và cái câu chuyện đó cụ thể như thế nào thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Quân. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Hôm đó là có một chị là giới thiệu là chị Cẩm Nhung. Cẩm Nhung hay Hồng Nhung? Hồng Nhung. Hồng Nhung á? Hồng Nhung. Dạ. Là đến trao cái số tiền là 30 triệu đồng ở tại bệnh viện để nộp viện phí cho cháu Hoàng Mỹ Duyên ở tại bệnh viện. Vâng. Đưa trao tận tay cho bố, xong rồi là cô ấy yêu cầu là cô ấy tự đưa đến quầy thu ngân để cô ấy nộp. Cô ấy nộp xong là cô ấy cầm bên lái, cô ấy bảo lúc nào mà ra viện thì gọi cho cô ấy sẽ đưa bên lái đến để thanh toán. Nhưng mà sau khi gọi thì sau đó là gọi cũng được. Vâng. Gọi để lấy bên lái thì để thanh toán ở tại bệnh viện Hà Nội thì không được. Cho nên là gia đình cũng không được thanh toán cái số tiền là 30 triệu đó ở tại bệnh viện Nhi Trung ương. Thế là câu chuyện là như thế đấy hả? Yeah. Thế thì khi mà chị Hồng Nhung đến đó thì chị đi một mình hay là có đi cùng với ai nữa không? Chị đi một mình. Chị đi một mình. Chị đi một mình đến là bảo trao cho bảo bảo trao cho hồi của anh Nguyễn Tuấn Vũ. Tức là thay mặt cho anh hồi của anh Nguyễn Tuấn Vũ. Dạ. Hồi của anh Nguyễn Tuấn Vũ đến đi trao. Thì không đến bây giờ là gọi là không được. Gọi để thanh toán là không gọi được. Tức là mấy anh chị đó là người Hà Nội luôn hay người ở đâu ạ? Em không biết. Họ không giới thiệu địa chỉ của họ mà họ chỉ đến là bảo là các mạnh thường quân ủng hộ vào cho trên cái phẩy của anh Nguyễn Tân Vũ là đưa đến trao qua, là cháu đó là có gửi bên lái cho em, nhưng mà đến gửi bên lái trên Facebook thôi. Chứ không đưa bên lái giấy, bên lái cứng cho anh đó. Không đưa bên lái chính thức cho gia đình. Mà lấy cầm bên lái đi, cho nên là đến bây giờ là gia đình vẫn không được không được được khấu trừ. Dạ, không được khấu số tiền 30 triệu tại bệnh viện Nhi Trung ương đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ. Thế nhưng mà khi mà anh hỏi bên chỗ quầy thu ngân chỗ bệnh viện thì có cái khoản 30 triệu đóng vào đó? Có. Vẫn vì có. Khi em hỏi là vẫn có quầy 30 triệu đóng vào đó, mà khi em cầm cái phiếu để ra viện cũng có tổng á, ông đó là các mạnh thường quân đóng vào và gia đình đóng vào là 93 triệu. Mà đến khi thanh toán được có mà 63 triệu, còn 30 triệu còn lại là không có bên lái, bởi vì là chị Hồng Nhung là không đưa bên lái cho em. Cho nên là anh phải bỏ tiền mặt vào. Dạ, thì nên là em thanh toán cái khoản đó. Dạ.
Vâng. Thế rồi trong quá trình đó thì anh có liên lạc với chị Hồng Nhung không? Em liên lạc nhưng mà không liên lạc được. À, nhưng mà anh có hình ảnh hay là có gì đó của chị Hồng Nhung không? Dạ có hình ảnh. Có. Có gửi cái hình khi đăng lên là có cái hình của gia đình và cháu qua như thế này. À, khi tức là khi đăng lên là cũng có hình ảnh của anh đó kìa. Dạ đúng ạ. À, là em đừng cảm ơn video, đừng cảm ơn mọi người Mạnh Thường Quân. Và tiền đó kìa. Dạ và tiền, nhưng mà đến khi nhưng mà không đưa cái tiền đó cho anh. Dạ không. Mà lấy đưa tiền này xuống nộp ở bệnh viện. Nộp ở bệnh viện, nhưng mà 6-4 ngày thì em đến đi gọi hỏi thì không có. À. Cho nên là em mới gọi cho anh Tuấn Vũ, sau đó là lại có một người đến nộp là một phiếu 27 triệu và một phiếu là 3 triệu. À. Nhưng mà không đến khi đó là mẹ bà nội của bé Duyên là ở đó, còn em thì phải trở về Nghệ An để gặp công an và giải quyết công việc gia đình. Thì sau khi gọi điện cho anh Nguyễn Tuấn Vũ thì thấy bà nội cùng với cái chị Hồng Nhung là đi nộp tại bệnh viện là có hai phiếu, một phiếu là 27 triệu và một phiếu là 3 triệu, nhưng mà chị cũng không đưa cho bà nội và chị vẫn dư luôn. Đó. Thì đến bây giờ thì gia đình không được thanh toán cái số đó, cho nên gia đình phải tự chi trả, bỏ tiền mặt, bỏ tiền nhà ra, bỏ tiền nhà vào thanh toán cái vấn đề đó. Thế rồi anh Tuấn Vũ thì anh có liên lạc được qua Facebook với anh Tuấn Vũ không? Dạ không ạ. À đây. Chị này là đến đi trao quà. À đây là chị Hồng Nhung ha, người đeo kính đen, cái kính này dạ, đúng không? Dạ đúng ạ. À là chị Hồng Nhung đến trao quà đấy. Dạ. Chào nha. À, ồ Tuấn Vũ đang còn trẻ mà nhỉ? Nhìn đang còn trẻ mà. Dạ. Thế thì với cái câu chuyện này thì gia đình cũng rất là mong muốn được qua đây, thì vì là trong những ngày vừa qua đấy, anh Quân cũng như là gia đình là không có liên lạc được với anh Tuấn Vũ. Không liên lạc được với anh Tuấn Vũ anh nhỉ? Dạ, không ạ. À, gia đình chỗ anh Quân là không liên lạc được với anh Tuấn Vũ và chị Hồng Nhung đấy, cho nên là thực sự là cũng trong một cái bối cảnh rất là khó khăn, và khi được các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và anh Tuấn Vũ với chị Hồng Nhung đã đại diện đến để trao quà. Tuy nhiên thì cái hóa đơn các anh chị đang cầm đấy, thì qua câu chuyện này thì chị Hồng Nhung có thể là sớm liên lạc lại với chỗ anh Quân để giúp cho cháu Mỹ Huyên có được một cái cơ hội tốt nhất để khắc phục cái sự cố sau tai nạn chị Hồng Nhung nhé. À, qua đây thì cô chú nào, anh chị nào mà chúng ta biết đến chị Hồng Nhung thì có thể là liên lạc và để cho chị có thể kết nối được lại với gia đình của cháu Mỹ Duyên ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa thì trước ống kính của quý vị đây chính là hình ảnh của cháu Mỹ Duyên, một cháu bé rất là dễ thương. Tuy nhiên thì rất là không may khi mà một cái biến cố rất là lớn xảy ra đối với cái cuộc đời của cháu, và bây giờ cướp hẳn đi một cái chân phải của cháu hoàn toàn rồi quý vị. Và bên cạnh đó thì còn tổn thương rất là lớn về mặt thể xác, như là gãy tay rồi chấn thương phía đất đầu này nữa quý vị, mất hẳn cả một lớp da đằng phía sau đầu luôn. Và trong những ngày tới đây thì tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cháu sẽ tiến hành phẫu thuật và để ghép cái mảng da đầu phía đằng sau đó. Sau đó tới nữa thì sẽ làm cấy mô sùn phía chân phải cho cháu, và dần dần sẽ cố gắng là khắc phục cái sự cố sau tai nạn cho cháu Mỹ Duyên. Rất là thương tâm quý vị, cháu rất là đáng yêu, rất là hồn nhiên. Tuy nhiên thì không may đến với cháu, và bây giờ thì gia đình đã phải là vay mượn rồi là bán một số cái tài sản trong gia đình để lo những cái chi phí trong cái quá trình nằm viện rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng may mắn là được các Mạnh Thường Quân chúng ta cũng yêu thương và giúp đỡ một phần, cho nên là cũng giảm bớt được cái gánh nặng về mặt tài chính đối với gia đình của anh Quân và cháu Mỹ Duyên. Và vừa rồi thì là cái câu chuyện mà cũng được các Mạnh Thường Quân chúng ta có sự chia sẻ. Tuy nhiên thì gia đình vẫn chưa nhận được, và một lần nữa thì rất là mong được chỗ chị Hồng Nhung cũng như là chỗ anh Tuấn Vũ có thể kết nối lại để chỗ gia đình anh Quân sớm nhận được cái sự hỗ trợ là 30 triệu đồng đó. Anh mấy bữa nay thì anh có kết nối với bên chỗ bệnh viện Nhi Trung ương ngoài đó không? Dạ em có kết nối với nhờ anh trai ở ngoài Hà Nội thì cũng đến
tận bệnh viện để xin sao kê lại toàn bộ cái bệnh án để làm bảo hiểm cho bé. Vâng. Và cũng đến hỏi nhưng mà không có. Không, nhưng mà ý hỏi là về cái anh có kết nối lại với bên chỗ quầy thu ngân của bệnh viện để xem là cái số tiền 30 triệu đó vẫn hỏi, còn đó hay là đã rút rồi. Hỏi nhưng mà người ta bảo là không tìm được cái đó. Không tìm được cái đó là sao? Thì bảo là phải có đích danh của bố ra đó. Và để đưa cái giấy ra viện. Cái trưa em cũng có chụp cái giấy ra viện gửi cho anh trai để ngoài đó để đưa đến bệnh viện, nhưng mà không biết là chiều hôm nay anh có đến để kiểm tra lại được không. Vâng, thế thì anh sớm kết nối cùng với ngoài chỗ bệnh viện xem thế nào. Bởi vì là cái số tiền đó sau khi mà anh đã thanh toán và đã ra viện rồi đấy. Và nếu mà anh đã thanh toán đầy đủ và cái số tiền 30 triệu nó vẫn nằm đó đấy, thì chỉ cần là đưa cái biên lai đến thôi là mình có thể nhận được cái tiền về anh ạ. Anh nhé. Thế thì rất là mong một lần nữa được kết nối với hai người đại diện cho các mạnh thường quân là anh Tuấn Vũ và chị Hồng Nhung nhỉ. Kết nối lại với gia đình của anh Quân.